Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 6 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản tại ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị NTHC, sinh năm 1993, quê Tiền Giang. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ truy xét, ban chuyên án đã xác định được kẻ gây án là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tên này đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An để trốn tránh sự truy bắt. Quá trình truy bắt Tâm, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi kẻ này lẩn trốn rất rộng, khoảng 50 hecta, giáp danh sông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kiên trì tỉ mỉ tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để kẻ gây án trốn thoát. Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, chó nghiệp vụ để truy bắt Tâm. Sau 72 giờ, lực lượng chức năng bắt được kẻ này và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án. Trước khi gây án, Tâm đã tìm hiểu địa bàn và lên kế hoạch rất chi tiết. Trong 3 ngày lẩn trốn ở Long An, Tâm chỉ ở quanh khu vực cánh đồng chanh, cây cối tùm, hái ổi ăn, uống nước dừa để cầm cự. Ngày 9 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An đã bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi và di lý từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh để lấy lời khai phục vụ việc điều tra về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn vào ngày 6 tháng 1. Tâm thừa nhận đã giết nữ nhân viên quán cà phê để cướp xe máy SH. Nghi phạm khai do không có công việc ổn định và thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu tiền, vì thế đã lên kế hoạch đi cướp tài sản.